Tôi đang cho con bú, tôi có nên tiêm vaccine phòng COVID-19 hay không? Câu trả lời là có. Nếu bạn đang cho con bú, bạn nên tiêm vaccine phòng COVID-19. Cho đến thời điểm hiện tại, không có vaccine COVID-19 nào chứa virus sống giảm độc lực. Điều này có nghĩa là bạn không có nguy cơ lây truyền virus cho con mình qua sữa mẹ. Trên thực tế, các kháng thể được tạo ra sau tiêm vaccine có thể được vận chuyển qua sữa mẹ đến trẻ đang bú, giúp bảo vệ trẻ. Vì vậy, nếu bạn đã sinh con và đang cho con bú, bạn có thể tiêm vaccine COVID-19 nếu có sẵn vaccine.